Cuộc đời giống như một cuốn sổ hành trình và mỗi trang nên được lấp đầy bởi những kỷ niệm. Biết gì không? Sổ của tôi nó chả có gì cả. Một công việc nhàm chán với những người đồng nghiệp lâu năm và chẳng có một mối tình nào. Nhưng điều đó sắp sửa thay đổi. Đây là Cheryl Melhoff, một nữ đồng nghiệp mới vào làm ở công ty tôi. Mắt nàng sáng dáng nàng hiền. Nàng ghét hẹn hò online và thích mua áo chùm cuối. Dù đã tìm được nick kết bạn online với cô ấy, nhưng tôi lỡ bấm vào cái nút kết bạn. Cô ấy lại nghĩ tôi biến thái thì sao? Thu hết can đảm, tôi nháy chuột. Nhưng cái định mệnh cuộc đời, lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống, lỗi hệ thống hay lỗi hệ thống? Alo, admin web đấy à? Lỗi con. Tôi không biết là do họ hay là do VNPT nữa, nhưng mà tôi cứ chửi cho chắc. Nhưng mà họ lại bảo nguyên nhân là do phần bio của tôi vẫn để trống. Và sự thật là tôi không có gì để điền vào đó cả. Tất cả những gì tôi có là trí tưởng tượng hơi bị fristy và đôi khi hơi bị ngáo đá. Khi chìm vào đó, tôi bất giác đơ người ra. Còn về sự nghiệp công danh thì tôi đang làm phụ trách rửa ảnh phim âm bản cho tạp chí Life cùng một anh bạn nữa. Cơ bản thì công việc này cũng dễ, nhưng là dễ bị đuổi vì sai một ly là đi luôn cả việc. Đang hưởng cuộc sống thái bình thì đùng một cái sét đánh ngang tai, công ty tôi đang làm đã bị bán. Tạp chí Life sẽ chuyển đổi từ báo giấy sang báo số, vì thế sẽ có một cuộc thanh trừng nhân sự. Và cái tên dâu xồm này sẽ đảm nhiệm vai trò chuyển giao đó. Hắn là một cái mặt khó ưa và cái nết cũng khó ưa tương tự. Trong sự nghiệp 16 năm hành nghề của mình, nhiếp ảnh gia gắn bó nhất với tôi là Sean O'Connor. Vẫn như thường lệ, Sean sẽ gửi ảnh anh ta chụp đến, còn tôi sẽ rửa ảnh. Nhưng hôm nay, đi kèm với những cuộn phim, ông ta gửi tặng tôi một món quà. Bên ngoài lời nhắn ghi chú về bức ảnh số 25, tấm ảnh đẹp nhất ông từng chụp, tên là Tinh Hoa Cuộc Sống. Bên trong là một chiếc ví. Sau khi đồng nghiệp dàn phim xong, tôi phát hiện ra méo có tấm số 25 nào cả. Còn thứ đáng sợ hơn là Sean đã gửi yêu cầu phải lấy tấm đó làm ảnh bìa. Rồi xong, anh em chiến hữu đã lâu mà bóp nhau quả thấm quá. Trong buổi họp toàn nhân viên, dâu xồm bảo số báo này là số báo cuối và đòi tôi đưa tấm ảnh 25 để làm trang bìa. Tôi phải tìm ra nó, hoặc ít nhất là phải tìm ra cách liên lạc với Sean để xin lại. Tôi xui nhưng tôi không ngu, và tôi mượn cớ xin địa chỉ của Sean để bắt chuyện với nàng thơ của mình. Tuy cũng không rõ, nhưng ít nhất Cheryl sẽ hỏi người bạn đã chuyển sách cho Sean xem sao. Thôi thì đành đặt ngôi sao hy vọng vào đây thôi chứ biết làm sao được. Cơ mà Sean vốn liên tục di chuyển để chụp ảnh, nên tôi đành tìm manh mối từ những âm bản khác. Áp lực công việc đè nặng lên vai. Nhưng còn một thứ nữa cũng khiến tôi đau đầu, đó là việc tìm được một nơi ở mới cho mẹ. Vừa chứa được chiếc piano kỷ vật của bố, trong khi dọn dẹp lại đồ cũ, tôi tìm được những kỷ niệm thời xưa, cuốn sổ lịch trình bố tặng, những đĩa băng cũ, những bức ảnh thời trẻ trâu. Khi đang sống lại những ký ức vui vẻ, thì anh bạn đồng nghiệp báo cho tôi biết những bức ảnh đã được rửa xong. Tôi tức tốc trở về công ty. Nhìn vào bức ảnh, tôi tìm thấy dòng chữ A Kiss Neck. Nhờ Cheryl hỏi chị Google, chưa kịp nhận được câu trả lời thì tôi được nàng thơ rủ đi đón con trai của cô ấy cùng. Đến nơi thấy cu cháu này chơi ván còn non và xanh quá, nên tôi cho nó thấy trượt ván thực sự là như nào, bởi vì đó là điều mà người lớn nên làm. Sau cuộc nói chuyện với cô bạn làm bên kế toán thì Cheryl gợi ý cho tôi ông ấy có thể đang ở Jersey hoặc Greenland. Và A Kiss Neck là tên một con tàu ở Greenland, được ở bên cô ấy một lúc mà cứ ngỡ cả hai đã yêu. Tôi đã vẽ xong câu chuyện tình yêu giống Benjamin Button, chỉ có điều là có hậu hơn. Đang mơ hay thì một giọng nói kéo tôi trở về thực tại. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi. À không, goodbye Walter. Với những manh mối tìm được và áp lực từ ông dâu xồm, tôi bèn hạ quyết tâm xách vali đi một chuyến. Sau khi hạ cánh xuống vùng đất Greenland, tôi đi đến một quán bar trong thị trấn gần đó để kiếm chút in tư. Một thằng cha đang thất tình nào đó hát váng cả đầu trong quán. Sau khi hỏi thăm chủ quán, tôi biết được ở đây người ta vận chuyển thư từ bằng trực thăng, và đây cũng là nơi nó cất cánh. Đang nhấm nháp tí ẩm thực địa phương thì gã karaoke đến lan tỏa cảm giác cô đơn cho tôi. Này ông bạn, hát với tôi không? Không. Đang sắp được trang bị thêm vài lỗ thông gió thì tôi xin dừng cuộc chơi. Không phải vì tôi rén, mà vì tôi nhận ra ngón tay của hắn chính là ngón tay trong một tấm ảnh Sean gửi. May thật chứ bao người ở đây mà tôi vẫn tìm được ngón tay của anh. Cái nước này có 8 mạng thôi bro, tìm là ra rồi. Té ra ông cháu này là phi công, và 5 phút sau sẽ cất cánh mang hàng tới tàu A Kiss Neck. Gã vừa nốc bia vừa gạ tôi đi cùng. Nhưng mà nhìn cái giày bia này đi, nhìn nó đi. Thời tiết thì đang mưa gió bập bùng, nên tôi tự biết khôn mà từ chối. Nhưng cái đầu vẽ vời lần nữa lại bật công tắc. Hình ảnh Cheryl vừa hát vừa đàn như kích hoạt thêm máu sim và máu điên của tôi lên. Kệ mẹ nguy hiểm, tôi nhảy lên bay cùng gã say xỉn đó. Khi bay đến gần con tàu, tôi mới hay tin ở đây méo có chỗ hạ cánh. Gã say bảo tôi cầm thêm kiện hàng mà nhảy xuống tàu. Tôi nhảy, nhưng mà nhảy nhầm bên. Trong khi đang hóa đen trong bài 2 triệu năm, tôi thấy một cái vây cá lẩn khuất xung quanh. Vây cá heo đó bà, ông thuyền trưởng bảo thế. Nhưng tôi thấy lạ lắm, đang mông lung với xung quanh toàn là nước ê thì chồm lên, ối rồi, một con cá mập. Nếu không có cái vali và mấy người đưa thuyền tới thì giờ này sang năm có khi là dỗ đầu của tôi rồi. Khi được cứu lên tàu, tôi có hỏi thuyền trưởng về Sean thì biết tin ông ta đã đi từ 4 tiếng trước. Các thiết bị cài đặt radio liên lạc
đều nằm trong kiện hàng tôi cầm ban nãy. Và bây giờ nó đã nằm im dưới đáy biển mất rồi. Nhưng ít nhất tôi cũng biết được Sean sẽ đến Iceland và lịch trình chụp ảnh của ông ta qua giấy bọc bánh. Sáng hôm sau con tàu cập bến cảng Iceland. Vừa xuống tàu, tôi đã phải dồn cơ đít thít cơ mông, chạy thật nhanh để giành lấy chiếc xe đạp duy nhất để đi vào thị trấn. Cảm giác đạp xe chiêu chiêu, mà thêm cái binh chi linh nữa thì nó là tuyệt vời. À cả Cheryl bên cạnh nữa thì hết nước chấm. Ếch, ngã xe. Tôi thì ổn, còn cái xe đạp thì méo vành. Thế là tôi phải quốc bộ suốt chặng đường còn lại. Cũng may trên đường đi tôi gặp một đám trẻ để hỏi thăm lối vào trong thị trấn. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên chúng chẳng hiểu tôi nói gì. Kể cả thế, tôi vẫn có được một con ván trượt ngầu lòi. Sau khi đổi cho lũ nhóc con búp bê Mỹ của tôi, vào khách sạn gần đó để tìm thông tin, thì tôi biết được Sean vừa rời khỏi đây để đến sân bay trong thung lũng. Mặc những lời xì xồ gì đó của ông chủ khách sạn, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng đến chỗ Sean trước khi ông ta lại biến mất. Tự trang bị bộ đổi hướng bằng đá, tôi đổ đèo với chiếc ván trượt mới tậu. Cảm giác phê pha với tốc độ khiến tôi hồi tưởng lại thời xưa cũ, cái hồi tôi còn là dân chơi trong xóm với mái tóc màu gà thương hiệu và đoạt chức vô địch skateboard. Sau một hồi phiêu, tôi cũng đến được thị trấn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người. Không có là phải, vì núi lửa sắp phun trào. Và nhờ ơn các cụ phù hộ, ông chủ khách sạn trước đó đã không bỏ mặc mà quay lại cứu tôi một mạng. Sau khi say goodbye và gửi lời thank you ông chủ khách sạn, tôi vào quán ăn gần đó, tiếp tục suy nghĩ đường đi tiếp theo. Tôi liên hệ với Cheryl để tra những từ mà Sean để lại, biết được nghĩa từ đầu, còn từ Warlock thì chịu. Tiện đó, tôi và Cheryl đã nói chuyện một chút về những trải nghiệm của tôi ở đây. Trước khi tiếp tục tìm Sean, tôi phải trở về công ty cái đã, vì dâu sồm đã bắt đầu thực hiện quá trình thanh trừng mất rồi. Vừa mới thò chân trở lại, hắn sa thải tôi luôn, vì mãi chưa nộp tấm ảnh tinh hoa cuộc sống. Mặc tôi có thanh minh thế nào, không chỉ có tôi mà một loạt nhân viên khác cũng bị cho ra đường, trong đó có Cheryl, tìm đến nhà crush để tặng cậu con trai cô ấy cái ván trượt. Nhưng người ra mở cửa lại là chồng cũ của cổ. Đoán được rằng họ đã quay lại với nhau, tôi đành để cái ván trượt trước cửa và rời đi. Sau khi vét sạch tiền trong ví, trả tiền vận chuyển chiếc piano, tôi vứt luôn cái ví Sean tặng. Đang chán đời thì tôi nhận ra cái piano này lại là một thứ mà Sean đã chụp. Té ra Sean đã ghé thăm mẹ tôi. Bà đã nói cho tôi ngày sinh nhật, nhưng vì lúc ấy đang để tâm hồn đi xa nên tôi chẳng nhớ gì. Sau khi kể bà nghe về việc mình bị sa thải, việc tìm Sean và cái từ Warlock khó hiểu, thì bà đã cho tôi một gợi ý. Nó không phải là Warlock mà là Warlords. Sau khi tra cứu, tôi đã tìm ra vị trí của Sean ở Afghanistan. Sau khi nghe lời động viên của mẹ, tôi quyết định phải hoàn tất công việc đang dang dở và lên đồ đi đến vùng Trung Á. Không quên mang theo tấm sổ hành trình bố, chuyến đi với những trải nghiệm lần đầu đều được tôi ghi lại. Từ thuê hai thổ dân địa phương làm dẫn đường, làm nghi thức xin lời cầu chúc của thần núi, mời các Warlords bánh mẹ làm để thông hành, hoàn thành các thử thách cả về thể xác lẫn tinh thần, và cuối cùng là tự đi mà không cần người chỉ dẫn. Tôi cũng đạt được mục đích cuối cùng là tìm ra Sean. Hỏi ông ta về tấm ảnh số 25 thì ông ta mới bảo ông ta để nó ngay trong cái ví quà gửi tôi cho chắc, lỡ rớt thì sao. Rớt cái đấy, tôi vừa đưa nó đi tái chế trong đống rác. Một phút mặc niệm cho tinh hoa cuộc sống. Nhưng nhờ cuộc hành trình này mà tôi đã có thêm những trải nghiệm trước đây tôi chưa từng trải qua. Trở lại với nước Mẽo, tôi được chào đón bởi một màn khám xét từ A đến Á. A là khi tôi bị lấy mất cây sáo được tặng. Á là khi tôi bị ăn đòn do chống cự khi muốn lấy lại nó. Cũng may có anh chàng trên trang hẹn hò, người vẫn luôn giúp tôi hoàn thành trang cá nhân, đã đến và bảo lãnh đưa tôi ra. Nói chuyện với anh chàng đó, tôi mới hay tin. Sau khi hoàn thành profile với những trải nghiệm cực khủng mà tôi liên tục cập nhật cho anh ta biết, tôi đã có được hơn 300 cái nháy mắt làm quen trên trang hẹn hò. Thời đào hoa tới cản không kịp, nhưng bây giờ trong tôi chỉ có một cô gái duy nhất. Những người khác đều không quan trọng, và đó là Cheryl. Vì hoàn cảnh nên tôi buộc phải bán chiếc piano đi. Không một lời trách cứ, mẹ còn an ủi lại tôi. Hơn nữa bà còn tặng tôi một món quà đặc biệt, đó là chiếc ví bên trong của tấm ảnh số 25 của Sean. Thế là tôi đập tấm ảnh số 25 vào mặt dâu sồm theo nghĩa bóng, và không quên thay lời những người đồng cảnh ngộ, gửi gắm hắn vài câu đạo lý: bớt lạm quyền đi thằng khốn. Khi đang đăng CV tìm việc mới, tôi nhận được email cảm ơn của con trai Cheryl. Khi đi nhận tiền đền bù sa thải, tôi gặp lại cô ấy. Không chần chừ thêm, có liều thì mới có người yêu, tôi bày tỏ với Cheryl và nhận được sự đồng ý của cô ấy. Thì ra không có sự tái hôn nào cả. Tôi đã hơi ngáo mà không chịu hỏi rõ mà thôi. Và khi đi ngang qua sạp báo, nơi số cuối cùng của tạp chí Life đang bày bán, tôi thấy thứ mà Sean chụp trong tinh hoa cuộc sống khi đang soi âm bản trước ánh mặt trời. Và số tạp chí này là để tôn vinh những người đã tạo ra nó. Thôi thì 16 năm cống hiến với việc làm ảnh, cuối cùng tôi cũng đã có một tấm ảnh cho riêng mình. Và sau 40 năm chăn đơn gối chiếc, cuối cùng tôi cũng có người ở bên cạnh. Còn bạn thì sao? Cuốn sổ hành trình đã đầy chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu ngay thôi nào. Ngay và luôn.